Dạ, xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón lọc của chị Ngân với chị Nhi. Rồi, cho em mượn tay chị đẹp. Chị tên gì chị? Chị tên gì ạ? Chị Ngân lựa một bộ xi men nha. Đây là mẫu xi men bản 8 ly. Quá đẹp luôn. Một bộ này của chị là gần 1 lượng 3 ha. Đúng rồi, lượng 3, lượng 3 8/2. Bóc máy rất là sáng đẹp luôn. Em về từ ly 50 tới ly 62 nha. Rồi, cảm ơn chị. Đây, như lựa thêm một cái dòng, đây là mẫu dòng bản nha, bản thương hiệu móc máy, rất là sáng đẹp luôn. Dòng này là một lượng hơn nha. Thì đẹp ơi, cho em mượn tay đem đeo kìa. Quá đẹp luôn, mấy tay xuông gì đây đẹp nè. Chị đem những màu gì, màu xanh nè. Cái nào cũng được. Này, những màu xanh, cho ngón nào. Cái này giữa không? Quá trời xinh luôn á. Đây đá Nam Phi màu xanh lá. Rồi, cảm ơn chị. Và nhẫn này của chị đẹp đây hả? Của chị luôn hả? Thầy đem món nào? Món này đúng không? Món giữa là tấn tài, tấn lộc và giữ tiền luôn nè. Rồi, quá đẹp luôn. Tổng bộ này của hai người đẹp đây là 104 triệu ha. Rồi cái này em gửi hóa đơn. Xi men của chị nha. Rồi cái này của chị giữ hóa đơn giùm em ha. Rồi cảm ơn hai chị đẹp nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Trưa hôm nay Kim Thành Thảo được đón tiếp vợ chồng anh Cường đến ủng hộ em một cái lắc 10 cây vàng nha quý khách nha. Đây lắc rất là đẹp luôn anh chị ơi. Mẫu lắc khoan lật đúc sủng ha, 10 cây vàng. Lắc này thì bản là cỡ khoảng 3 phân nha. Đúc đập kẹo luôn nha quý khách nha. Đây khóa hộp rồng. Xuất sắc luôn ha. Dạ. Lắc này hôm nay anh mua ủng hộ em giá trị là 367 triệu hơn nha quý anh chị nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón lọc của chị My ha. Đây hai bộ trang sức quá đẹp luôn. Đây là vàng công ty 610 quý khách nha. Chị My lựa một bộ cỡ bóng láo huyền đen. Đây là mẫu kiểu mới về luôn nha. Nguyên một set như gì là tầm cỡ 5 chỉ nha. Set này có dây liền mạch nè, lắc tay nè. Đây mỗi nhẫn nữa. Và đôi bông tay, bông này giờ dạng bông toàn ten nhẹ xíu nha. Ở trên là logo thương hiệu nè, ở dưới là có huyền đen nha. Rồi thêm một đôi bông bi, bi có chữ lớp quá cưng luôn, bi ba màu. Bộ này của chị là 5 chỉ 7/8 ha, rất là đẹp luôn ấy ạ. Đó một bộ như gì. Rồi chị lựa thêm cho em chỉ một bộ nữa, bộ giống chị luôn, hai chị em đeo chung kiểu luôn á, mà của chị gái là có một cặp đôi bông tai một cột nữa. Đây, cái này chị đeo ở trên ha. Thử bao nhiêu cũng được, mỗi lần thử một sản phẩm. Tổng hai bộ này của chị My là 43 triệu 700. Rồi em cảm ơn hai chị gái nhiều nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Tối nay em đón tiếp anh Phúc, anh lựa cho chị một sợi dây nha. Đây là mẫu dây bi phun cát móc máy ha, thêm mẫu mặt thánh giá cái tấm nữa. Một cái lắc khoen lật em bé này. Hai mẫu nhẫn nam nha, một mẫu nhẫn nam màu trắng và một đá số 3 màu đen, rất là đẹp luôn. Tổng bộ này của anh là gần 1,5 lượng nha, trị giá 55.442.000, rất là đẹp luôn. Bộ này là vàng công ty 610 quý khách ha. Rồi cái này em để hộp cho anh nha, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp chị Vân, đây mối ruột của em luôn á. Nay chị qua ủng hộ em một cái lắc, mẫu lắc khoan lật đúc đặc nha, móc máy mẫu 5D này rất là sáng luôn. Form lắc này là 1 lượng 7 2/6, đây cực kỳ đẹp nha. Và một sợi dây, đây là mẫu dây sắn ha, theo cái mặt thương hiệu bé nữa đeo thường ngày nè, có tấm Tibergop nha, thương hiệu đeo cho chị Vân nha. Quá đẹp luôn. Dây là em để hộp hả? Rồi bộ này của chị Vân là 68 triệu 300. Em cảm ơn chị đẹp nhiều nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Tối nay là em đón lọc của cô Nga. Cô Nga ở quận 8. Đây cô lựa hai bộ xi men. Đây là mẫu bản 4 ly nha quý khách ha. Chữ phun cát nè. Hai bộ này là 1 lượng 7 2/9, trị giá là 63 triệu 900. Cô đeo ni tai 64 nha. Cái này là em có từ ni 48 đến ni 64 luôn. Và một mẫu nhẫn hột trào hoa tầm nha. Đây, nhẫn này là 2 chỉ 3/3, trị giá là 9 triệu 6. Mẫu rất là đẹp luôn, hai bên tay là bó tấm luôn ha. Rồi cái này em đeo cho cô nghe nha. Rồi cảm ơn cô ạ.
Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Tiên. Chị qua lựa một bộ trang sức ha. Tất cả đây là vàng công ty 610 quý khách nha. Mỗi dòng quá đẹp luôn. Đây là mỗi dòng thương hiệu nha. Đây, rất là luôn khóa như gì đây. Đeo rồi rất là sang luôn. Đây, thanh mảnh ha. Nên em về rất là nhiều đồ thanh mảnh này để cho mấy chị với mấy anh lựa nha. Đây, một cái dòng, dòng như gì là tầm 2,5 chỉ. Một cái mẫu dẫn bi. Đây, bi xi 2 màu. Đây dạng bi xéo luôn. Một cái lắc cỡ 4 láo hình đen. Và 3 đôi bông tai nha. Một mẫu bông sỏ hoa Everest nha. Đây, đây là mẫu sỏ. Một đôi bông một hộp. Và một đôi bông hộp một chai nha. Tổng bộ này của chị là 26.900. Rồi cái này em để hộp cho chị Tiên nha. Cảm ơn chị Tiên nhiều ạ. Mình giữ hóa đơn giùm em ha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Huyền. Chị lựa một cái dòng bánh bi quá đẹp luôn. Dòng bánh bi móc máy ha, ba len nha. Đây trọng lượng cái dòng này là một lượng 2.9. Trị giá là 38.600. Đây là kiểu dòng mềm quý khách ha. Em về có từ 1 len tới 10 len luôn nha. Cái này 3 len. Rồi cái này em để hộp cho chị Huyền ha. Cảm ơn chị Huyền nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Trinh. Chị qua lựa một cặp dòng kim tiền. Mẫu rất là đẹp luôn. Đây là vàng Italy 750 quý khách nha. Trọng lượng mỗi dòng này là gần 7 gram nha. Đây, thêm một cái nhẫn kim tiền đi bộ luôn. Đây, nhẫn này là 2.36 gram. Móc máy cực kỳ sáng, kim tiền đôi luôn nha. Em xin phép đeo cho chị Trinh nha. Đeo kim tiền là thứ nhất là đeo thời trang, thứ hai đeo luôn tài lộc may mắn tài lộc. Đây em cứ đeo cho, đeo ngón giữa chứ, ngón giữa là tấn tài tấn lộc tiền vô luôn nha. Rồi bộ này của chị Trinh là 25 triệu. Em cảm ơn chị đẹp nhiều nha. Cảm ơn chị. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp anh Luận. Anh qua lựa một cái lắc rất là đẹp luôn. Đây là mẫu lắc hàng đầu thương hiệu ha, ba thẻ thương hiệu đây. Trọng lượng cái lắc này là 1 lượng 9 hơn, rất là sáng đẹp luôn. Hai bên viền là móc máy nha. Em đeo cho anh Luận ha. Đây khóa rất là chắc luôn, đơn giản mà nhìn rất là sang ha. Lắc này của anh là 70.600. Rồi em để anh Luận, cảm ơn Luận nhiều ạ. Không rồi đúng không? Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Ngà với anh Thịnh. Anh chị qua lựa một bộ trang sức cưới ha. Cái này là có một cái kiềng, đây là mẫu kiềng chạm hoa văn kim cát ha. Kiềng mình đeo chung bộ với một cặp vòng tay. Đây là mẫu vòng gợn. Đây, gợn kim cát rất là đẹp luôn. Và chị lựa thêm một sợi dây. Đó là sợi dây hoa mai ha. Dây hoa mai liền mặt. Chung bộ với một đôi bông tai luôn. Đây là dạng mẫu bông mút cân ha. Tổng bộ này của chị là 6.7/3 nha. Trị giá là 40 triệu 128 ngàn. Rồi, cái này anh ơi em chỉ cho anh cách mở kiềng này nữa, anh đeo cho chị nha. Mặt trơn mặt trong nè. Đây ngoài mình cầm hai bên nó sẽ có một cái dặn đây. Dặn ra. Anh nhích nhẹ lên thôi nha. Như vậy là đeo vô cổ rồi chị. Đây. Đây dặn vô. Rồi vòng tay này cũng vậy, mình cầm như vậy ha. Cầm hai bên vậy nè. Dặn ra. Em mượn tay chị nè. Đeo vô thì quay cái này xuống anh nè, để đây nè, để không bị kẹp tay dưới ha. Đó, đây đó. Rồi em gửi hóa đơn anh chị nha, cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Hùng. Anh qua lựa một mẫu lắc đồng hồ nha. Đây, lắc đồng hồ đây là nền trắng nha. Đai, hai bên đai đây là bằng vàng hết quý khách ha. Trọng lượng cái lắc này là 9.601 nha. Trị giá tổng cái lắc này, đồng hồ này là 40 triệu. Rất là đẹp luôn, nên em về rất là nhiều mẫu mã nha, từ đồng hồ pin với đồng hồ cơ luôn ha. Rồi cái này em xin phép để hộp cho anh Hùng ha, cảm ơn anh ạ. À.